À, hôm nay gia đình có tổ chức cái tiệc tiệc sinh nhật cho đứa con Trần Duy Tần. Cái hôm nay đúng ngày sinh nhật của Duy Tần, thì là cái mẹ nó tổ chức cho Duy Tần cái bữa tiệc sinh nhật. Bữa tiệc năm nay thì tổ chức cũng đơn giản thôi, coi như cái có cái gì mà gà, có gà đây. Có gà để có spring roll, rồi có cái mực. Thấy không? No. September 2005. I'm December 2005. Oh, you're older. I'm younger. Wait, you thought Rose was older? 2 months. She thought I was 20. September. But she thought 3 months. She was older. I think. Mom, are you tripping? Okay. No, I think Sean's 20. But you thought Rose was older than she. No, because he just said September and then I December. Oh yeah, sorry, I'm missing. Rồi, chúc mừng sinh nhật là Newton nha. Chúc mừng sinh nhật. Giờ bắt đầu cả gia đình ăn uống chút chút. Newton có spin dough cho chị Khan. Mom, do you want to make a speech?